Sáng nay, Binh đoàn 11 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 11 tháng 6 năm 1982, 11 tháng 6 năm 2022 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Binh đoàn 11, Tổng công ty Thành An đã sớm hoạch định chiến lược phát triển với phương châm chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, an toàn là hạnh phúc. Cùng với đó là đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, mở rộng thị phần sản xuất kinh doanh, đảm nhận nhiều dự án, công trình, hạng mục lớn, trọng điểm của quân đội và đất nước ở nhiều địa bàn chiến lược, trọng yếu, khó khăn, biên giới, biển đảo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Binh đoàn 11 tiếp tục có những giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật, đảm bảo và phát triển vốn nhà nước, quan tâm đào tạo rèn luyện đội ngũ kỹ sư giỏi các ngành trọng điểm mũi nhọn, xứng đáng là đội quân lao động sản xuất giỏi, đội quân công tác sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng binh đoàn trong sạch vững mạnh, binh đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.